Xin chào các bạn, người Việt Nam ơi. Ok, hôm nay hai vợ chồng đang thèm. Không, quang thèm, vợ đang thèm 3 ngày trước rồi. Chứ là một bạn đang làm một món thèm của vợ đây. Đây là cải cuốn. Hôm nay mình có thịt luộc đây. Thịt luộc ba chỉ tôm luộc, chả gì đây, nhâm chua. Hôm nay là một bạn đang làm một sắp. Một sắp này đặc biệt lắm. Và bà mẹ mình cũng thức sắp thế là lò mò lên mạng là bấm quan tình cải cuốn. Recipe gì đấy các người ta? Công thức. Công thức lại có. Ok. Ngon lắm. Được vậy không? Ngon chắc chắn lắm. À. Ok. Thì là mỗi bọn ăn no rồi. No rồi. Không, do cái lưng trước nữa là đang... Chơi. Đang chơi nữa, đang đi chờ về và hơi đói. Khi đói là ăn gì không dừng lại được luôn. Con ăn là no luôn. Thích, thì nói chuyện được. Nói chuyện ăn. Sơ. Ok. Ừ, hôi. Rồi đó. Do có rau cả trong đấy là nhìn hơi hôi miệng. Và hôi mùi. À. Cả ngày là mình về Sài Gòn là có một cô. Một dì một cô đấy. Mua không? Ngày kể đấy. Mười mấy kể. Cho đổi á. Mình là chắc 20 kể, 30 kể. 25 kể. 15 kể, 15 kể. 15 kể. Tới kê quán no. Không có chỗ ngồi. Đi ngả được Bisesco. Ngồi hơi sơ ăn. Mình lắm cõi cuốn. Nghe nhớ Mi Hà Hậu đang bên cạo. Con cạo có ăn nữa. Có ăn nữa luôn. Thì sự đi qua kê quán bánh mì nữa. Tên gì nữa. Có bánh mì nữa. Cái bánh mì nữa. Bánh mì chi vậy? Bánh mì chi vậy? Như lan. Bánh bao với bánh mì nữa. À. Té luôn. Khi lúc đói là tổng bề. Ngày đi đói té luôn. Đi vô chơi. Mua ăn cải cuốn. Ok, cậu lên mua đồ cải cuốn về ăn. Và sao đói cõi đi lang thang. Thấy cũng đau. Lấy cũng đau. Lấy bún. Lấy gì nữa đấy. Lấy đâu cho là mai ăn bụng đầu. Ôi tuổi này ăn bụng đầu cũng biết. Ừ. À giờ mà. Ngon. Ngon. Béo ra không? Béo. Ừ. Em bỏ sát tế vô. Em bỏ sát tế vô nha. Ừ. Em bỏ sát tế nha. No. Bỏ sát tế nha. Đây hôm nay là còn đang cắt sát thịt ngải như thế. Do ngải kia là hơi khó cắt. Không biết sao bữa khác cô Linh đừng ăn. Không, nói ngắn mà khó chịu. Ngắn nói gì nữa, mệt lắm, mới khơ nữa. Mới ăn dè, mới ăn sữa chua luôn. À, đâu. No. Ông mà bỏ cuộc một cái sandwich. Một cái bánh mì mà hôm qua nữa. Nửa ổ. Ngon. Nửa ổ ăn cắt nửa đó. À, như những nửa ổ đó. Nào, em ăn nửa. Ừ. Sơ sơ, có vui lắm. Bụng này ngon. Ngày này hai vợ chồng tôi làm có cái bụng hay ăn. Hay ăn. Lâu rồi lắng ai mua hiệt. Ừ. Bởi vì dưới chứ là Việt Nam bên nhiêu á, mua hiệt lắm. Không có bụng hả lắm. Sơ sơ. Có bụng kêu loài nữa lắm. Loài nữa là cái tế mình về là không ai ăn hiệt. Nhưng mà giờ chờ có hiệt bởi vì dưới chứ là ai mua hiệt lắm. Chạy ha. Chưa bắt đầu bùng phát. Em ăn này nè. Em ăn thì ăn chẳng bùng phát. Kiểu này đó. Ăn cũng giòn ngón nhỉ. Ừ, tốt quá. Bỏ đồ ít ít thứ. Rồi chơi luôn, chơi xe lạc luôn. Đây, rồi nè mẹ. Xoạch bộ phòng nguyên chất và môi bóng. Rồi nè mẹ. Ngon ngon. Cái bụng ngon. Bụng này ngon. Đây, ai ăn chả thì bỏ chả.
xong bác sĩ cái ném cho. À về sau thì cái ném nhìn thấy sờ xí. Nó ăn vậy bình thường do bên do anh cũng quen ăn. Nó do quán biết nấu kiểu sáu làm kiểu sáu và nhìn thấy sờ. Ví dụ ném ném bên thế em ăn mặn. Ừ. Vừa bỏ sáp để bôi ngon hơn này. Anh em nghe. Em ngon quá. Rồi em muốn thích kể sốt để Trung Quốc hả? Một ngón. Ngon. Nhớ có tỏi ngon luôn nữa. Ba miệng không đã được. Ừ. Nó được rồi, em còn cắp được. Anh bỏ không ra hả? Đâu. Đừng bỏ lòng sơn. Để cho đẹp đó. Để đồng giáo thứ nữa. Để em còn cắp được nữa vậy. Đẹp. Cũng nhỏ nhỏ đó anh. Sượng. Mà không biết sao là cũng nhỏ nhỏ ra to nữa. Là cũng nhỏ nó ra to. Do cái bệnh ấy nữa, đái. Sao không? Biết cái gì lắm xong là cũng như sơ. Thêm mẹ gai lắm. Đúng rồi, bảo hơi kẹt bây giờ. Đúng rồi không? Ngay xong rồi Quang đang hỏi. Vừa không tham khỏi của nó. Từ ngay xong rồi thì theo đó là con thêm. Ngày 2 là con thêm. Ngày 3 là con thêm. Chắc ngay 4 rồi đó. Với thư cổ đến đậu cả cuốn theo về. Ngon, thiệt. Vậy là kiểu khi mà ăn xong mà em thích kiểu cũng vài cái 10 cái gì đó. Khi mua ăn thì lấy xuống mà lấy lên chậm ăn. Chắc để riêng đó thường khổ. Nó bọt cười rồi. Lấy mấy còn cười ăn, nó bọt cười rồi. Rồi, không thích nhiều nhất chắc là cái thịt này nè. Thịt ba chỉ nhé. Bỏ không. Vô cả cũng quá, mình bị đóng lại qua mình phải bấm máy. Cái bụng này không, chỉ là chưa mình ăn khi mua. Mình chưa ăn mà tụi ăn là cũng bây giờ ngoài mà tụi ăn. Tụi ăn rồi. Không, gì để lui vào máy cũng lại. Đúng. Mà mình tự cũng lại ăn. Chứ nó cũng hết là bị đóng nóng. Chủ ngày khuya, chắc 2 giờ sáng mà bờ đủ không bao bận xuống ăn chưa, chắc chắn. Hả? Ăn đủ ăn á. Hai người rượu dâu. Cái tôi đã. Sao biến rượu đó. Hoà. Ăn đi hậu quá. Ăn sẽ chua chứ ăn đi. Ăn đi. Đem sẽ chua với hậu. Bạn xưa đầu. Đây luôn. Tụi môn là hết. Rồi ngày mình nhắn nhiều á. Buông tụi mình hai đoạn. Rồi sao buông tụi ăn xỉu. Mở phim lên cói nè. Không phải hai vợ chồng cắt công 3 ngày. 3 ngày mình sắm cái phim mai. Cũng 3 ngày. Đúng rồi đó. Cói từng khóc. Rồi hôm qua xong. Hai. 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 Hay là em giới thiệu cái phim khác gì ta tên như con á. Lật mặt 7. À, lật mặt. Thì đã của Netflix còn gồm từ lật mặt 2, lật mặt 1, 2, 3, 4, 3, 5, 6, mà chưa có 7 hết. Chưa mình đang có lật mặt 1. Hay, vui đã. Chưa đang có lật mặt 1. Vui và môi bạn đang
buồn ngủ và đi ngủ. Ngại chứ. Ờ em ban tắt ngủ. Anh còn mê thức. Em khi em hôm nay em là anh anh mấy giờ rồi anh là 2 giờ rồi bên mà thôi tắt đi ngủ cho rồi. Ba không nghe rồi đó. Hay đó. Hy vọng là số 7 lên lên sớm cho mình coi. Bên này vừa mới bận ấy. Mày coi phim lắm. Mày coi phim thích coi phim hết. Ô mỏng lắm. Chắc bà coi 20 phút không ngủ được sao? Cái mắt á. Cái mắt quen ngủ đã rồi. Mình phải cố lên ăn đồ Việt Nam vô không? Được sao? Không, tao đúng mất. Rau mọc mình phải Việt Nam á, là có vô rau. Ừ, đúng. Mình Bình Dương á là mình không ăn vô rau. Đúng. Mai mình ăn đồ. À, có rau nhé. Rau đấy, phải ăn thì mai muốn. Thiệt, đúng. Ăn đồ Việt Nam là phải ăn rau dưa. Dùng ăn bún bò đồ nữa, cùng ăn rau kia. Anh là động lắm. Trong đời chúng tôi sẽ ăn rau tí với dạ ăn rau nó khỏi ăn rau luôn nhìn ở nhé. Ăn rau tí và làm một dừa rau bên bò bò mấy nêu và ăn nhìn ở ăn cái này vui không? Mình ngon nữa. Thiệt ăn cái kim băng đô Việt Nam đúng. Em bỏ vị trà không? Kia em ăn cơm mà chị trà. Ngon, sắp tỉ này nha. Cái sốt béo làm. Béo? Bạn thì một bữa hồi không ngon á là môi bận mà mặt nờ là tiên lại nhé ngon lắm thiệt không nó phim Việt Nam có làm luôn dư quan họ làm dư lắm quan họ làm phim ngoài của quan họ làm dư lắm cũng thích dư lắm thì tìm có TV phải đến phim tây tìm rồi dư lắm đã lắm. Thiệt. Không ngon quá thứ. Thiệt ngon gì. Ngon. Cái bậu đu không. À thôi. Bỏ. Ngon hay. Biết không? Ăn gỏi cuốn á là có dùng đồ ăn trong bụng rất là ok. Do mình không hấp tấp. Hấp tấp cuối. Cái cuốn nó tươi tươi của máu lật đật quá đắt. Đấy đắt túi nhỉ. Cái tiên á, cái đó. Cuốn đẹp chứ. Vô bao giờ kiểu đi. Ngon lắm. Không biết sao hai vợ chồng mới khi nào tham cải cuộn á về một quả ăn làm cỏi cuốn bởi hàng hàng lan tiếc rồi hàng để trong tuần lành nhé bởi mình con cổ lên ấn ấn cảnh lan lan vì cảnh thứ đó có cái salad nè và hai vợ chồng con cổ lên ấn salad mình cũng còn ơi thêm đó không mua tại bọn thêm mà mua là làm không biết sao mình con gì mình ăn được mình cẩn bốn cẩn rồi mình cẩn rồi lành như cục đá nè. Lành lắm, ăn vô lành lắm. Sắt ra tương tương ngọt thôi. Và mấy con cổ lên ăn cho mình tham. Không biết sao mình nó. Không biết sao mình không về làm. Hôm nay sáng giờ em cũng ngắm hâm hâm hâm. Bất cũng không có bởi đi ăn. Sắp phải. Đúng.
Được rồi. Làm này cũng rồi. Ba. Ba cũng. Ngon quá. Thiệt. Không có mẫu nào bằng mẫu Việt Nam. Em thử cho nem ra. Nem chua. Ok, 1, 2, 3, 4. 5. 5 kỷ ạ. 5 kỷ 15 đồng. Ê. Đó là 5 kỷ 15 đồng. 5 kỷ 15 đồng. Ừ, nghe thêm đấy. To đó. Ừ. Kiểu mình ăn cả ăn nem của Huế khỏe hết. Xong mấy cái kiểu tìm mấy cái nem bên ý kiểu hẳn cũng nó hợp. Sợi ngọt á. Anh nghĩ sao? Không được. Ăn không được lắm. Sợi ngọt lắm. Thâm... ăn không được. Để ăn được. Ngon. Ngon. Được. Đúng với mẹ ăn này cái nhám thật lắm. Ngọt. Và hẳn phải với giá dùng miếng này nè. Làm ngon lắm. Ngon. Nem Huế ngon hơn. Quá ngon no rồi. Bơ rồi. Bắt đồ xỉu đây rồi. Rồi cắt với ăn mẹ. Tạm biệt mọi người ơi. Mai hẹn gặp nhau lại ăn bún đầu.